Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Long Bùi lại tiếp tục làm clip mới giới thiệu đến mọi người những cái đàn guitar classic từ thấp đến cao trong những cái lô đàn mà Long Bùi đã về. Thì hôm trước Long Bùi có giới thiệu một cái clip về những cái đàn guitar của Yamaha SR250, SR300, SR400 thì được những người chú, người anh ở tất cả các tỉnh thành họ đã ủng hộ hết, và những người đã rất tin tưởng vào cái kỹ thuật, tin tưởng vào cái chế độ cũng như là mọi vấn đề trên cái đàn mà do Long Bùi đứng ra để giải quyết cho mọi người, và mọi người đã ủng hộ trong vòng chỉ có 2 ngày là đã hết những cái đàn mà mọi người đã xem và ủng hộ hết những cái đàn mà mọi người đã tin tưởng. Thì một điều mà Long Bùi rất vui, và hôm nay Long Bùi cũng làm những cái đàn classic đa dạng để cho mọi người trong cái tầm giá, để cho mọi người dễ dàng lựa chọn. Thì cứ mỗi ngày Long Bùi sẽ cố gắng làm ra những cái cây đàn classic của Nhật, Tây Ban Nha, và những cây mà hàng mới giống như Yamaha này để cho mọi người. Tại cái dòng Yamaha này cũng có nhiều người họ đang thích cái hàng khuyết, cho nên cũng yêu cầu Long Bùi là về, cho nên Long Bùi cũng cố gắng đưa những cái cây đàn này về để cho mọi người được cũng như là trong quá trình chơi thì mỗi người mỗi cái phong cách để họ phù hợp với phong cách chơi của mình. Thì đây là những cái đàn Nhật mà cực kỳ hiếm hiện bây giờ mà đã có được những cái đàn mà được giá tốt này. Tại vì những cái dòng đàn của Nhật và Tây Ban Nha thì càng ngày là gọi là càng khan hiếm, mà đỡ đấu giá được những cái đàn mà có được cái barre action còn tốt như thế này là cũng là gọi là cực kỳ hiếm nha mọi người. Thì không phải đỡ mọi người phải chờ đợi lâu nữa, bây giờ Long Bùi sẽ giới thiệu cho mọi người. Hôm nay sẽ giới thiệu cho mọi người là số 8 cây classic của các cái thương hiệu nổi tiếng. Bây giờ Long Bùi sẽ giới thiệu đến mọi người những cái dòng. Đây là cái hộp của cây Yamaha ha. Đây là cây số 1 nha, Long Bùi sẽ đánh dấu cho mọi người luôn. Đây là cây số 1 của Yamaha. Số 1. Dòng này là dòng NTX 1200R. Nó hộp rất chất lượng. Đây là cây NTX 1200R rất đẹp. Đây là dòng mới của Yamaha. Thì mọi người cũng biết là dòng này thì Yamaha thì họ sẽ làm cái eo khuyết, còn tất cả cái hàng của Nhật á, thì họ làm tròn cho họ không có eo. Còn riêng cái dòng Yamaha mà của China họ sản xuất chính hãng cho Yamaha luôn, nhưng mà không phải là của Nhật mà của China họ sản xuất, mà họ sản xuất cho chính hãng cho dòng của Yamaha. Đây là cái tem đó, đây là bộ LV đó, chỉ có một cây duy nhất này thôi ha. Đây là dòng NTX 1200R, đây cho mọi người xem rõ cái tem nha. Đây là dòng cao cấp của dòng Yamaha. Những cái này đều được chính tay Long Bùi đã set up lại hết cái action và canh chỉnh lại hết rồi. Âm thanh cũng gọi là về những cái đàn khuyết này á, mà đàn mới này á, thì cái nhận định của Long Bùi á là cái tiếng đàn nó quang, nhưng mà độ sâu của thùng thì nó không có bằng những cây đàn của Nhật, giống như là những cái dòng mà SR300, SR400 thì cái độ sâu của cây đàn Yamaha mà dòng mới này họ nó không bằng những cây thùng tròn của Japan ha. Nhưng mà được cái là ưu điểm của nó là nó có thể đi xuống những cái ngang dưới như thế này, là cho mọi người chơi solo hay chơi lick đệm đó, đi xuống những ngang dưới này nó được thoải mái, và cái phong cách đàn nó cũng được cải thiện trẻ trung hơn. Thì mình không có nói về cái độ gọi là China hay là hàng của China hay là hàng của Japan, nhưng mà tùy theo mỗi người, có nhiều người họ đang rất thích những cái dòng này thì theo yêu cầu thì Long Bùi mua về. Còn đây là bộ điện chính hãng của Yamaha luôn. Đây mọi người xin nghe rõ lại cái từng cái âm vực trên cái đàn ha. Đó, bây giờ đây âm chép này. Lưng hông của cái này là gỗ cảm ứng độ, mặt là thông ha. Đây là mặt thông đó, là duy nhất một cây này thôi ha. Đây là đầu cọc. Đây Long
Bùi làm những cây này cũng giá rất là thấp, rất là sát cho mọi người luôn, cho nên ai có nhu cầu thì sở hữu cây NTX-1200R của dòng Yamaha. Rất đẹp, cây này gần như là gọi là đẹp line new cho những anh em nào muốn dù thích theo rồi đánh biểu diễn sân khấu hay những nào đó thì có thể dùng ha. Cây này cây số 1 thì nó có giá là 19 triệu nha mọi người. Đây là dòng dòng cao cấp của Yamaha đó. Có mũi dòng tuyết. Đây. Đây là cái bao. Đó, bao được, nó không phải là hộp mà nó là một cái dòng bao đặc. Rồi, tiếp theo ông Bùi sẽ làm tiếp theo. Đó là cây số 2. Đây là cũng như hôm bữa, cũng những cây này là những cây mới về cho nên ông Bùi cũng đã hứa làm cho mọi người. Đây là cây số 2, đây là cây Matsuka M100 có chỉ cần. M100 chỉ cần. Đó. M100 chỉ cần. Rất đẹp. Một cây đàn quá xuất sắc. Cũng về trong đợt này, bây giờ Long Bùi mới lên được clip Matsuka M100 chỉ cần. Có giá chỉ có giá là 17 triệu thôi nha mọi người. Đây, một cây duy nhất. Một cây duy nhất. Anh em nào xem được clip này thì cây đàn này thì không thể nào mà bỏ qua nha. Nếu mà theo mình thì nhanh tay để sở hữu được cái cây Matsuka M100 có chỉ cần này. Với giá cực kỳ thấp như thế này mà cần barrel action, cần kiếp là thẳng tuyệt đối, rất đẹp. Trên một cái cây đàn giá chỉ có 17 triệu thôi ha. Cây này cũng có rất nhiều người đang hỏi Long Bùi, và bây giờ Long Bùi lên clip này thì ai là người xem cái clip này không biết là có duyên sở hữu được cây này không. Đó, những cái nốt này. Số 2 có giá trị có giá là 17 triệu thôi, cho nên mọi người hãy nhanh tay. Đây là cái mặt này, đó, mặt top này rất đẹp, rất đẹp. M100 có chỉ cần, rất đẹp luôn. Cái này xuất sắc trong cái đợt về này. Hôm bữa thì cũng có một người chú cũng có xem cây này rồi, mà bữa chú có xuống xem đỡ, nhưng mà chú lại thích cây Moritz W40, cũng có xuống test rồi, chỉ có một người mới xem cây này thôi, thích cây Moritz W40. Đây yêu cầu, tại cũng đã chơi siêu tầm cho nên có nhiều cây rồi, muốn một cây cỡ Kono cho nên chưa, cây này chưa ra đi, không là đã theo người chú đó đi về Bình Chánh thôi. Đây là cây số 2 có giá là 17 triệu đó. Long Bùi tại vì những cây tới đây là cái hộp 8-9 cây cho nên Long Bùi phải ghi cái mã số vào để cho nó mọi người dễ dàng được theo dõi và lựa chọn. Cái clip nó dài cho nên cũng sẽ làm nó nhanh dễ dàng ấy, dễ dàng cho mọi người đăng lên để cho nó được chạy nhanh, cho mọi người dễ dàng theo dõi ha. Đây là cây số 3. Đây là cây Takamine BT-307. BT-307 có cái bộ Big Up luôn ha. Big Up luôn. Một dòng BT-307. Đây là bộ khóa của Takamine. Đây là dòng của Japan ha. Đây là Takamine, này là của Japan. Và âm thanh cũng là cực kỳ hay ha. Đây mình sẽ
thử từng dây cho mọi người. Đó, rất là thanh thoát. Cho mọi người này. Đó. Takamine BT307 hiện tại thì giá chỉ có 12 triệu cho một cây BT307. Cực kỳ thấp cho những người chú người anh đang muốn sở hữu những cây đàn Nhật cao cấp, nhưng mà được cái giá tốt nhất có thể thì không có cái gì mà gọi là phải là bâng khuâng hay là suy nghĩ nữa. Đây, một dòng BT307 bộ EV của BT. Dòng này là dòng BCHK, cũng là một cái dòng EV cao cấp của dòng Takamine. Thanh là mình đã test qua cái bộ điện hết rồi, cho nên khi mà mọi người chọn á, mình để set up thay dây vệ sinh căn chỉnh hết tất tật mọi người về chỉ chơi thôi ha. Đây là cây số 3. Dòng này là hồi xưa mình về á, những cây đàn mà đẹp xuất sắc là 25 triệu. 25 mình về là đúng 4 cây 25 triệu. Cho những cái có như hôm trước mình về mà có một người anh mà anh từ Hà Nội anh bay vào, và một người anh ở Đà Nẵng bay vào để sách tay về luôn. Những cây đó là gọi là đẹp xuất sắc, đẹp gần như là hoàn hảo của trên một cái cây Takamine BT307. Còn những cây này thì họ chơi nhiều rồi, có những cây được cái giá tốt thì Long Bùi làm, nói chung là đã biết những cái dòng này rồi cho nên làm liền về cho mọi người. Nhưng mà đã qua sử dụng cho những người mà không gọi là chỉ chơi vào âm thanh mà không thích đẹp xuất sắc thì có thể chơi những cái này là quá hợp lý. Tiếp theo là một cây John Antonio, cây này là cây số 4. John Antonio 8C, dòng này là của Tây Ban Nha, hàng chính hãng của Tây Ban Nha ha. Lưu thông là cầm ống. Đây bộ có còn mahogany. Quá đẹp. Đây là top soda, một cái mặt thông mà nó gọi là cực kỳ già. Cái này ba ra action rồi, rất nhẹ nhàng nha. Rất nhẹ nhàng. Lòng Bùi chỉ gãi nhẹ rồi còn rất đẹp nha mọi người. Để gãi nhẹ để cho mọi người theo dõi được. Cuối tuần Long Bùi định nghỉ sớm và xem trận siêu kinh điển giữa Arsenal và Tottenham, nhưng mà vẫn nán lại để làm một clip để lên cho mọi người để thưởng thức cái vào buổi tối thứ bảy. Mấy anh em đóng hàng cho những người chú người anh mua những cây đàn hôm nay rất là nhiều, từ thành phố Hồ Chí Minh cho tới những cái tỉnh xa xôi, thì Long Bùi sẽ đốc hết tranh thủ đỡ cái ngày thứ bảy này để kịp hàng cho mọi người, đỡ cho nó không nó dính vô ngày thứ bảy chủ nhật đó mà người ta vận chuyển đi, đỡ cho sớm được nhận. Quá đẹp này, 8C, một cây 8C cực kỳ đẹp. Cây này là đẹp về ngoại hình cho tới âm thanh và chất lượng cộng, gọi là những cái đàn mà Long Bùi đã làm là chất lượng cộng phải nói là cực kỳ tốt. Cho tới những cây Yamaha
Long Bùi làm cũng cố gắng được những cái cần gọi là tốt nhất có thể cho mọi người, không có thể nào mà làm cái cần nó xấu mọi người bấm không được. Long Bùi vậy khi mà lên mà cái đàn mình cảm giác nó cao dây, nó rất là ngại. Cây này là cây 8C, cái khó nó bị bọc ra đỡ vào, nhưng mà ai lấy cây này mà cái khó mà Long Bùi ráp vào lại không được ấy, thì Long Bùi sẽ có thể là Long Bùi sẽ tặng cho mọi người một cái hộp khác ha. Đây là cũng là cái hộp của nó ha. Nó dòng những cái dòng hộp này nó có hai phép mặt tia, một phép mặt tia kéo từ đây trở lên và một phép mặt tia từ này trở qua. Cây này là cây 8C, là cây số 4, mình đánh dấu luôn ha. Cây số 4 thì có giá, chỉ có giá là 10 triệu thôi. Ghi vào này để cho khi mà mọi người chọn thì Long Bùi sẽ không có nhầm lẫn cái cây đàn, đỡ chọn đúng cái đàn cho mọi người chứ không có thể đỡ sai sót. Tiếp theo là cây số 5. Cây này là cây cũng là Antonio 6 sơ. John Antonio 6 sơ. Đây, mặt phong này, cây này mặt tốt đẹp hơn cây 8C luôn. Đó, mặt tốt. Cây 8C thì có cái mặt của nó do người ta chơi nhiều có một hai dấu. Còn cây này thì đẹp, nhưng mà cái lưng của cây này á thì cái màu nó là hơi ngã ố, nhưng mà cái đa phần những cây mà của Tây Ban Nha thì đều có cái màu này hết. Những cái dòng mà Antonio Sanchez hay dòng ấy đều có hết. Cái này là nó chỉ là một cái lớp ở bên ngoài thôi. Và cây này cũng là đặc biệt, cây này cũng là action cần, cũng gọi là cực kỳ thấp. Cái dòng này là dòng 6 sơ, là dưới cái dòng 8 sơ ha. Âm thanh nó cũng, cái dòng của Tây Ban Nha này họ chơi phải 5 số, cho nên cái âm thanh của nó thì mọi người cũng đã biết rồi. Cái dòng, những cái dòng của Nhật và Tây Ban Nha mà hàng đúng hàng thì mọi người không cần phải băn khoăn, và cái âm thanh không cần phải băn khoăn về cái chi tiết kết cấu của cái này, mà chỉ có là về cái ngoại hình, về cái ngựa khó cần đàn nó có được tốt nhất cho mọi người hay không. Ví dụ tại sao những cái hàng Nhật, hàng đấu giá nó khác ở những cái hàng mà bãi, hàng rổ bãi, hàng Nhật mà những cái hàng lâu đời mà không phải là những cái hàng cao cấp nghệ nhân họ làm, thì những cái dàn cầu dàn nan ban đầu nó phải chất lượng từ những cái dàn cầu dàn nan bên trong để cho mọi người ôm lên cái đàn, mọi người chơi nó khỏi rồi. Nó điểm đặc biệt của nó là những cái đó. Cái đó là cũng là một cái quy tắc mà để cho mình mua hàng Nhật, mình chọn đàn cho nó đúng với những cái gì mà mình làm, mình bỏ ra cái số tiền để mình sở hữu nó. Và mình các bạn khi mọi người mua thì cũng là chọn đúng cái người bán, đúng cái cơ sở họ bán cho mọi người, thì mọi người yên tâm về mọi thứ. Cây này là cây 6 sơ, Antonio 6 sơ, là cây số 5, có giá là 7.500.000. Rất thấp, cực kỳ thấp trong cái đợt Long Bùi về này, chỉ có duy nhất lô này thôi ha, chỉ có duy nhất cái lô này được một số cây thôi. Antonio 6C. Và tiếp theo là dòng của Matsuoka. Đây là cây Matsuoka M35, chữ ký đời đầu tiên mà dòng tem này. Đây là cây Rossi Matsuoka M35, rất đẹp. Mặt thông cho tới từ cái mặt top đó. Mặt top. Đây, những cây này sản xuất năm 1900, dòng Matsuoka M35 là 1974 dòng, mà dòng đời của tem này á là 1974, mà tới giờ mà cây đàn này bay bụi luôn cả đó. Đây là đời tem, cái dòng tem M35 này á, là dòng đời đầu tiên họ làm ra, họ sản xuất ra, sau này họ ra những cái dòng tem vuông. Và cái dòng tem này cực kỳ hiếm, mình vừa rồi mình có về những cái cây của 200 150, nô 150 chữ ký y cái dòng tem này luôn, cũng được những người chú người anh ủng hộ. Thì bây giờ thì nó về có một cây M35 còn rất đẹp,
đa số mình làm cái cây đàn classic của Nhật của mình là cầu rất đẹp mọi người, cầu thẳng tuyệt vời. Dòng Matsuoka này thì Long Bùi cũng không cần phải test nhiều nữa, cho nên Matsuoka là âm của người nhân họ làm riêng biệt từng cây từng cây từng cây, cho nên âm thanh cũng gọi là cực kỳ hay cho một cái cây Matsuoka M35 mà tem này. Và cây này cũng chỉ có giá là 7.500.000 thôi, Long Bùi làm cũng rất thấp cho những người đam mê về cái dòng classic của Nhật. Hy vọng là cái clip này lên được chia sẻ cho nhiều người biết tới cơ sở sản xuất đàn Vita Long, nhiều người biết những cái dòng đàn này để có thể là ủng hộ cho em Long Bùi ha. Đây là cây Matsuoka M35 và đây là cũng là cây số nãy là mình làm là 1, 2, 3, 4, 5 và đây là cây số 6. Cây số 6 M35 có giá 7.500.000. Đây là cây số 6 nha mọi người, Matsuoka M35 tem chữ ký đời đầu tiên, tem xanh. Đây cái hộp của cây M35 cũng rất đẹp nha. Những cái gì mà mọi người tại trên này Long Bùi không thể nào mà tư vấn kỹ hết được, nhưng mà mọi người thắc mắc cái gì đó về cấu hình hay về như thế nào á, hoặc là về cái chất lượng cây đàn đó như thế nào, mọi người có thể là gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo số điện thoại 0987 646639 thì Long Bùi sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc, tư vấn cặn kẽ cho mọi người. Nếu mọi người chưa có hiểu lắm về đàn, mới tập chơi hay muốn sưu tầm như thế nào đó, mọi người có thể nói Long Bùi sẽ tư vấn kỹ càng cho mọi người. Tại khi mà mọi người mua, có nhiều người cũng chưa biết gì cho nên cũng đang rất là lăn tăn và chưa có hình dung được nó như thế nào, cho nên Long Bùi cũng muốn cố gắng đỡ cho cái gì làm được tốt nhất cho mọi người, sẽ cố gắng tư vấn làm cho mọi người ha. Đây là rồi, cây số 2, 3, 4, 5, cây số 6 và tiếp theo là cây số 7. Cây số 7 là cây Matsuoka M30 tem đen chữ ký. Matsuoka và cái âm thanh đó. Mọi người nghe cái âm thanh đó. Này mọi người nghe lại nha, Long Bùi vẫn còn cái độ ngon của nó này. Cực kỳ dòng Matsuoka họ làm. Nhiều người đây hỏi mình soi thánh giữa Matsuoka và Yamaha, mà mình vẫn thiên về Matsuoka hơn. Tại vì Matsuoka là dòng họ làm rất là riêng biệt, từng người nhân họ làm cái đời của Matsuoka họ làm gọi là người nhân họ làm từng cây, cho nên cái âm thanh của nó lúc nào mình cũng nghe cái âm thanh của nó cũng vang dội hết. Còn dòng Yamaha thì âm thanh cái nhiều, nói chung là cái đó là hai trường phái của hai người khác nhau, cho nên mọi người cũng không thở, có người họ thích Matsuoka, có người họ thích Yamaha, cho nên cái đó là cái điều mà về cái âm thanh mọi người có thể là sẽ ưu tiên và chọn. Nhưng mà riêng Long Bùi á thì Long Bùi lại thích cái dòng của Matsuoka, nhưng mà đời cao á thì Long Bùi lại thích SER300 và SER400 đó. So với SER300, SER400 thì có thể là so với dòng Matsuoka đây là M30 và M40 thì cầm cây mỗi cây nó có một cái thớ và ôm thớ cần, thớ tầng của những tầng của Yamaha khác và tầng của Matsuoka khác. Có nhiều người họ ôm vào cái đàn cảm thấy nó gọn gàng trên cái người của mình đó, khi mình ôm đánh cảm giác nó thoải mái chơi được cái đàn, nó cảm giác nó mới hay sướng và khi mà mình ôm chơi trên cái đàn. Và đây là cây M30 tem đen chữ ký, cũng là những cái dòng mà đời ông nội làm này đó. Cây này thì mặt tớp của nó không có đẹp nhưng mà về cái âm thanh thì xuất sắc cho những cái đàn mà đời thập niên 70 mấy đó. Cây này thì có giá là 6 triệu ha, chỉ có M30 thì có 6 triệu thôi. Cho những người mà chơi thích chơi đàn nhưng mà thích chơi âm thanh thì chơi mấy cây này thì không phải lo lắng gì nữa hết. Cây này là cây số 7 ha mọi người đó. Tại vì trên cái clip như thế này á, mà khi mà giới thiệu một hai cây thì chú Thanh sẽ test cho mọi người nghe, là thật sự là test trên điện thoại này mọi người nghe cũng
cũng nghe và cái âm thanh như thế thôi, chứ thật sự mà đỡ mà nghe kỹ âm thanh mọi người phải ôm lên và cảm giác về cái độ rung. Và hôm nay thì rất nhiều cho nên mình chỉ giới thiệu đến cho mọi người để mọi người dễ dàng lựa chọn, rồi ai cần test thì có thể cũng nói mình và chú cũng sẽ test cho mọi người nghe ha. Này test nữa lên quá 30 phút. Đây là cây số 8, cũng là một cây Matsuka M20, cũng là dòng đời đầu tiên tem đen đó. Bộ khó Matsuka M20, cái này cần cũng gọi là tuyệt vời. Tiếng của âm thanh của dây sắt nó nổ kinh khủng. Một cây duy nhất trong cái đợt này M20 thì cây này là không có hộp, chỉ có bao thôi, có giá là 4.500.000 một cây M20 đời đầu đó. Ai thích thì có thể là dùng cây này thì nó chỉ có một cái bao này thôi ha. Nếu ai không thích bao này có thể dùng cái bao của Vitalon, mình sẽ tặng cho mọi người một cái ha. Cái này là cây số 9, cây cuối cùng ha. M20 4.500.000 chữ ký. Đó, tối nay cây số 8 chứ. Cây này cây số 8, chỉ có 8 cây thôi. Rồi, ok. Và bây giờ clip của Long Bùi là xin được kết thúc ở đây. 8 cây classic Nhật, Tây Ban Nha và có một cây của China, để cho mọi người, nói chung là mọi người mọi sở thích có thể là lựa chọn để chơi cho mình được một cái đàn mà ưng ý. Long Bùi xin chân thành cảm ơn mọi người đã luôn luôn theo dõi, luôn luôn tin tưởng vào cái mọi cái làm việc của Long Bùi đã chọn cho mình được những cái đàn ưng ý. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Ai cần thì có thể liên hệ trực tiếp cơ sở sản xuất đàn Vita Long ở số 123 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, hoặc là kết bạn vào Zalo số điện thoại 0987 646639 để mình trực tiếp được đặt hàng cũng như là tư vấn mọi thứ trên cái đàn ha. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều.